làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Anh đã bị bắt. Nếu cô bắt tôi được, tôi thua cái gì cũng thua. Ông sao vậy? Chắc ông bị xuyễn. Phải không, sư phụ? Sư phụ có sao không? Mệt. Mệt. Tụi con nãy giờ cổng sư phụ muốn chết luôn. Có mệt đâu mà sư phụ la mệt. Hai thằng ẩm tao không được công tao hết rồi. Tội nghiệp, già lớn tuổi rồi, sống đâu còn được bao lâu nữa đâu. Mấy chủ tao phải ăn chó. Ủa, ở đây là đâu vậy? Nhà hoang. Sao biết nhà hoang? Không có người ở. Ồ, thế à? Rượu. Hù. Không sợ. Sao không sợ? Có hai thằng bé tao đâu có sợ. Không sợ thì vô đi. Không sợ vô đi. Vô. Ủa, sao vô? Đúng là nhà hoang. Sao biết? Không có người. Ồ, thế à? Thì ra nãy giờ hai thằng bay cười đó hả? Dạ. Giọng cười tiếp viên. Cái này giọng cười của sư phụ dạy mà. Ồ, thế à? Vâng. Tình mình như đôi uyên ương, người ơi em là tiên nữ trong đời, mình cùng ước sẽ mãi mãi bên nhau mà thôi. Cho đời chẳng tiếc nuối, dù cho nhân thế đôi dài, dù bao tố cũng chẳng cách chia người ơi. Và rồi đêm đêm anh mơ về em, anh đã mơ thấy em cười, nụ cười đó đã khiến trái tim anh ngần ngơ. Lòng này hứa sẽ mãi cùng em đi cuối chân trời. Ngàn tình yêu anh sẽ trao riêng mình em thôi. Ngàn tình yêu anh sẽ trao riêng mình em thôi. Ơi! Đừng bóng đánh! Không! Đừng manh động! Đúng rồi! Chuyện đâu còn có đó! Gì vậy? Từ từ! Nè cháu gái! Chúng ta không phải là người xấu đâu. Chúng ta là những vị thần tiên tú trên trời á. Đúng. Tôi không tin. Thời buổi này làm gì có chuyện thần tiên. Không tin phải không? Cháu muốn ta biến ra thành cái gì, ta sẽ biến thành cái đó cho cháu xem. Vậy có ngon, ông biến thành tề thiên đi. Sư phụ, biến đi sư phụ. Dễ. Sư phụ, khỏi biến đi. Tại cái mặt sư phụ khỏi biến cũng giống tề thiên à. Mày thấy là giống khỉ hả mày? Không có. Con khỉ giống sư phụ. Đúng rồi. Đúng. Cũng như không. Tụi bay im để tao biết cho coi. Dạ biết. Khẩu Phật điểm chân ngôn. Phép bầu lại hổ biến. Tề thiên đâu? Ủa sao biến rồi mà? Tề thiên đâu chưa nhập hả? Cái quạt hết hạn rồi. Hả? Trời ơi. Ồn quá. Quạt cũng hết hạn là sao? Ở trên đời không có gì mà không hết hạn. Đúng rồi. Bảo hiểm còn hết hạn. Ta phải nhờ Ngọc Hoàng đổi lại. Nhưng mà đợi cấp phép thì lâu lắm. Bộ mày tưởng là mỗi lần cấp cái này dễ lắm hay sao? Phải chờ đợi á. Thôi chờ. Thử lại đi sư phụ. Thử lại đi. Thử cái gì? Quạt này là quạt dởm nè. Trời, sư phụ. Sư phụ thành con vật rồi, trời ơi, sư phụ như heo rồi, trời ơi, sư phụ ơi. Chắc không còn bao lâu nữa, sư phụ đã vô nồi cháo rồi. Ai, bắp kia, sư phụ đã ăn bắp kia. Sao biết? Sư phụ đã cáp. Trời ơi, sư phụ ơi, sư phụ. Lúc bình thường cái mỏ sư phụ đã dài rồi, bây giờ thành dịch. Cái mỏ sư phụ còn dài hơn. Sư phụ gì dạ. Cứu sư phụ đi. Cứu sư phụ. Biết làm sao bây giờ? Đặt cái quạt. Hả? Con trai? Cái gì kỳ vậy? Vũ biến thành gà rồi. Ủa sao tự nhiên Vũ biến thành gà vậy? Sao kỳ vậy? Sư phụ thành dịch cười Vũ thành gà. Sao sư phụ? Cứu lại đi. Quạt lại đi. Lừa biến giùm tôi đi. Tôi sợ lắm. Tôi không biết đâu. Thôi, lừa giữ giùm đi. Trời ơi, không biết làm gì mà. Không, không sao đâu. Nhưng mà lừa đừng có đập nha. Lừa mà đập cái nó thành con giá cho nó chết luôn quá. Để đi. Nếu Vũ có mệnh hệ nào hãy đưa Vũ về trời. Nam mô Di Đà Phật. Cẩn thận, đừng cho cái mỏ con giống sư phụ. Xấu lắm. Đúng rồi. Nam mô Di Đà Phật. Để đi.
phổ biến. Hay quá. Trời sao tự nhiên tôi biến thành hai trong một vậy? Trời ơi, bây giờ sao đấy anh Kim Khói? Biến lại đi, biến lại đi. Tôi làm nữa là tôi sẽ lại hoạt mạnh lên đi. Làm đi, làm đi. Tôi cũng muốn làm người hai đầu. Trời ơi, bây giờ làm sao giờ? Hô biến. Trời ơi, hay quá. Trời ghê quá, ghê quá. Đó, cô có tin chưa? Con đã tin rồi. Từ nay con không làm phiền mấy anh này nữa đâu. Mà ngược lại, con còn giúp mấy anh làm việc tốt nữa. Tụi nó là người tốt. Bây giờ tôi mong rằng cô giúp tụi nó trở thành người tốt hơn. Còn ta, ta phải trở lại thiên đình, đổi cái quạt. Các con ở lại đây làm người tốt kia chưa? Dạ. Chào cô. Khẩu Phật niệm chân ngôn, phép màu lại hôn biên. Chạy ra quỷ biên. Trời ơi, ông đi lẹ quá. Trời sao vậy? Sao vậy sư phụ? Trời ơi, cái quạt nó hết hạn. Tao bay lạ đà nó dướng trần á. Cái mỏ tao dướng nó đã chạy hết trơn hết trời rồi. Bây giờ nó ra ngoài kia, tao trống tao biến mày dễ. Trời ơi, sư phụ.